Toàn thể các chị em phóng viên, thì hôm nay thì cũng tôi với chị đến trong thay mặt lãnh đạo của cục đến buổi họp báo này cũng để chia sẻ với cả tất cả các chị em phóng viên về một số các nội dung liên quan đến cái khu vực thể thao Mỹ Đình trong thời gian vừa qua. Thì cái quan điểm là thứ nhất là về góc độ của lãnh đạo, chúng tôi cũng không tránh né về các cái việc nó liên quan đến các cái hoạt động cũng như là xảy ra một số vấn đề liên quan đến sân Mỹ Đình. Các quyền chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm và cũng nhắc nhở, cũng yêu cầu xây dựng các cái quy trình để cho công tác tổ chức ngày càng sẽ làm tốt hơn. Thì trong cái vấn đề đó thì nó cũng có những điều kiện chủ quan và khách quan. Tuy nhiên nó không phải là vấn đề về các cái điều kiện mà chủ quan khách quan mà dẫn đến một việc là thiếu trách nhiệm trong cái công tác tổ chức. Và tất cả chúng ta cũng mong muốn là các cái hoạt động chúng ta ngày càng phải càng chuyên nghiệp hơn. Thì câu chuyện này nó đầu tiên thì cũng phải nói thì anh chị em phóng viên chúng ta lắm thì tình hình cái khu liên hợp Mỹ Đình, đây là cái khu liên hợp là đơn vị đã tự chủ 100%. Đó thì trước đây là thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch, thì sau này bắt đầu chuyển đổi, bắt đầu quay về thuộc tổng cục thể thao. Thì trong cái thời gian trước đây thì chính phủ cũng đã cho đơn vị thử nghiệm, thứ nhất là liên quan đến là tự chủ. Vấn đề thứ hai là cho các cái hoạt động cho thuê và liên doanh liên kết. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện khu liên hợp thao Mỹ Đình đã xảy ra một số các trường hợp. Thứ nhất là các cái hợp đồng liên doanh liên kết thì có những các cái hợp đồng nó rất là phù hợp và các cái đơn vị mà liên doanh liên kết cũng như là thuê họ đóng thuế nghĩa vụ của nhà nước rất là đầy đủ. Thế còn một số các công ty khác đó, thì các cái hợp đồng không đúng với các cái quy định pháp luật. Hôm nay chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau thì nó không đúng quy định pháp luật, và cái việc này nó cũng có trong kết luận thanh tra và các đơn vị đó được yêu cầu là ngưng hoạt động và phải có nghĩa vụ thuế nhà nước. Đó, thì tất cả anh chị cũng nên biết là tình trạng thuế đất của khu Mỹ Đình hiện tại bây giờ nó đã lên trên 800 triệu rồi. Đó, tất cả các hoạt động dịch vụ hiện tại của khu liên hợp Mỹ Đình thì đều đang bị cưỡng chế thuế và đều phải trích một phần trong các cái hợp đồng đó đi đóng thuế. Đó ví dụ như là hợp đồng với liên đoàn bóng đá là 800 triệu. Đó, thực sự như thế, nhưng mà tiền thuế đó với nhà nước thì cũng đã phải hơn 200 triệu rồi. Đó, phần còn lại là sẽ liên quan đến các cái chi phí khác. Đó thì hiện tại tổng cục thể thao và bộ văn hóa thể thao du lịch cũng đang nỗ lực hết sức để gỡ cho Mỹ Đình. Thế tuy nhiên cái thẩm quyền nó không nằm ở bộ, mà thẩm quyền ở các cái cấp cao hơn, và chúng tôi cũng đang xây dựng các phương án để cố gắng để xin. Thứ nhất là làm sao mà để có thể là đóng khung cái thuế đó lại, và sau này trách nhiệm thuộc về ai đó thì người đó sẽ phải chịu cái việc đó. Thế tuy nhiên để gỡ cho khu Mỹ Đình hoạt động thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đóng thuế đó lại. Đó. Bởi vì khu liên hợp sai nhưng mà nó sẽ liên quan đến trách nhiệm cá nhân một số người trước đây. Đó. Không có nghĩa là cái khu liên hợp đó bây giờ nó không thể hoạt động được. Mà bây giờ nó phải hoạt động được. Mà muốn hoạt động được thì gỡ rất là nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề các hợp đồng liên doanh liên kết thì cái thẩm quyền đó thuộc quyền của bộ tài chính, cũng thuộc thẩm quyền của bộ văn hóa thể thao và du lịch, và cái việc đó thì cũng đang có văn bản để xin bộ tài chính đó, và bộ tài chính thì cũng yêu cầu làm theo quy định đó, thì chúng ta cũng phải xây dựng đề án, cũng phải đấu thầu, cũng phải làm tất cả những cái bước đó. Tuy nhiên những cái bước đó để giải quyết trong thời gian ngắn được. Thành ra bây giờ hiện tại vẫn còn đang rất là vướng nhân viên, cán bộ nhân viên khu Mỹ Đình hiện tại bây giờ là không có lương, nó không đủ tiền chi trả lương đó, bởi vì những cái hợp đồng mà
đang đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước và được kết luận thanh tra chính phủ là vẫn được tiếp tục hoạt động đó, thì cái mức thu nó rất là thấp đó, hiện tại nó chưa đủ để trả lương cho cán bộ nhân viên, từ số lượng trên 200 sau đó xuống 104 người, đó là khi tôi ngồi để nhận nhiệm vụ tại một vùng cao là 104, và hiện tại bây giờ số lượng cán bộ nhân viên của khu liên hợp với đình là còn trên 90 người, nó chỉ còn trên 90 người thôi đó, cũng đang một giai đoạn rất là khó khăn của khu liên hợp đó. Thế tuy nhiên không phải vì cái vấn đề khó khăn đó mà thiếu trách nhiệm trong tất cả các công việc, thì thật sự là khu liên hợp cũng đã có rất là nhiều cách, có những rất có trách nhiệm trong các hoạt động. Thì cái việc đầu tiên là liên quan đến cầu môn đó, như chúng ta đã biết rồi, cái cầu môn khi mà thi đấu nó bung ra đó, thì cũng phải báo cáo với anh chị là cái cầu môn đó là Prosecco sản xuất và nằm trong cái gói thầu để chuẩn bị SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam đó. Thì trước đây các cái cầu môn của chúng ta là cầu môn cố định đó, cầu môn nó bằng sắt cố định, và cầu môn này của Prosecco là cầu môn nó bằng nhôm, nó bằng nhôm. Thế tại sao nó lại là không phải là sắt mà nó lại là nhôm đó, thì chúng ta biết rồi, bởi vì cái nguy cơ ban đầu của vận động viên nó rất là lớn khi thi đấu với cái cường độ cao như vậy, và cái va chạm vật lý nó rất là nhiều, thì các cái cầu môn nhôm của nó chắc chắn đó, thì cái khi mà va đập vào nó rất là nguy hiểm. Xu thế sau này các cái cầu môn nó đa số bằng nhôm, bằng nhôm thì nó yếu hơn, nhưng mà yếu hơn như vậy khi mình đập đầu vào thì nó cũng sẽ giảm chấn rất là nhiều, đó cũng đảm bảo an toàn đó. Và cái cầu môn Prosecco này là cái cầu môn lắp ráp đó, trước đây cái cầu môn khác cũ của chúng ta là cầu môn cố định, bây giờ là lắp ráp, để khi mà chúng ta cắt cỏ hay cái gì chúng ta gỡ ra thì cắt đó, thì nó có một cái việc là trong lúc chuyển giao, và hiện tại bây giờ là chủ đầu tư là ban quản lý dự án của bộ là chủ đầu tư, không phải là Mỹ Đình là chủ đầu tư đó. Thì trong lúc chuyển giao là giữa chủ đầu tư là đơn vị thầu đó, là công ty Quang Tuyến đó, thì họ vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao đó, thì công ty Quang Tuyến họ vẫn là cái người đang lắp cái cầu môn này đó, lắp ráp hỗ trợ lắp ráp cái cầu môn này để chuyển giao cho khu liên hợp Mỹ Đình đó. Thì trong những lúc mà nó đang xen giữa cái việc khai quản lý đó, thì thật sự là cả hai bên cũng đều thiếu vấn đề kiểm tra giám sát, thì dẫn tới cái việc là cái nó không có ốc chì ở trong đó, khi mà lắp ráp vào cái ốc chì trong thì nguyên tắc là không có gì nó thò ra ngoài hết. Chúng ta biết là khi đấu đá và các cái gì mà nó thò ra ngoài đó thì nó đều có nguy cơ va chạm, đều có nguy cơ gây chấn thương. Thế thì tất cả các cái gì mà nó bằng sắt thì nó phải chìm ở trong hết đó, nguyên tắc nó phải chìm ở trong hết, thì nó có chìm nó cũng tương đối nó mới đó. Chính vì vậy khi lắp ráp vào thì dẫn tới là thiếu kiểm tra cái việc đó, thì là dẫn tới là thủ môn của đội Đức, đội Brussels Đức đó, của đội môn đó nhảy lên nó đẩy lên thì nó thủ ra đó. Thì những cái việc đó thì chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm cái việc đó, họp cái khu liên hợp cái hình xây dựng quy trình đó, nhắc nhở cái việc đó, thì nó xảy ra cái việc nó đan xen giữa cái việc chuyển giao của hai đơn vị đó, chính vì vậy nó xảy ra việc đó đó. Thì cái việc đó nó cũng là cái sự tắc trách, và việc đó thì chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm đó. Thì vừa rồi thì cũng xuống họp khu liên hợp kiểm tra ra, đầu tiên là cái cầu môn đó, thì cầu môn thì cũng đã được tâm chỉnh, cũng đã được xem và AFC kiểm tra chuyển qua và cũng đã nhận đó. Và bây giờ tất cả các hoạt động liên quan đến cái vấn đề bàn giao, liên quan đến chung môn kỹ thuật, thì lãnh đạo của bộ, lãnh đạo của cục yêu cầu sau khi rà soát kiểm tra lắp đặt tất cả thì nó sẽ có sự kiểm tra của các bên đó. Trước đây chúng ta thiếu có sự kiểm tra giám sát đó, thành ra bây giờ là phải có kiểm tra giám sát và có bàn giao đó. Thì trưa ngày mai đó, sau 11 giờ đó,
môn giữa phụ nữ